Xin kính chào toàn thể các bác, trước mặt các bác đây là một bộ mic không dây nhập khẩu chính hãng tại công ty cổ phần AV Việt Nam với model số cũng rất là phong thủy luôn, MH666. Đây là một bộ mic không dây chuyên dùng cho các bác làm nắp trong phòng karaoke chuyên nghiệp hoặc các bác nắp ở karaoke gia đình, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bác nhé. Hàng nhập khẩu chính hãng do công ty cổ phần AV Việt Nam cung cấp độc quyền tại Việt Nam với model MH666. Đây là một mic mới về. Đấy, em rất nóng lòng muốn mở ra và review cũng như giới thiệu với toàn thể các bác. Thì đây, trước mặt các bác đây là một bộ mic nguyên đai nguyên kiện, thì em sẽ mở ra cho các bác xem này. Đó, đây là sau khi mở hộp mic ra thì có một cái tấm xốp gọi là chống sốc bảo vệ. Đấy, hàng này thì ở trên công ty thì em đã kiểm tra đầy đủ rồi, sau đó thì mới mang về. Thì trước mặt các bác đây là một cái phiếu bảo hành sản phẩm. Đấy, có ghi các ô trống đây để kiểu là gửi cho các bác đó. Khi các bác lấy hàng thì bên em sẽ điền đầy đủ thông tin, số điện thoại người mua, ngày mua hàng, model sản phẩm, series sản phẩm và ngày tháng năm bảo hành. Đấy, đây là các cái thông tin cơ bản để có đơn vị nhập khẩu độc quyền công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam, địa chỉ showroom 6/45 Bùi Hữu Bích, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại các bác có thể check QR code với các mã QR code website của hãng và website trên hãng, website của hãng tại Việt Nam và website của hãng tại Trung Quốc đó, để các bác tham khảo nhé. Đây là thông tin bảo hành này. Đấy, sản phẩm nhập khẩu chính hãng tại công ty cổ phần AV Việt Nam được bảo hành với thời hạn tối đa là 12 tháng. Nếu mà có lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bác hoặc là đổi luôn. Trong một số trường hợp thì đổi luôn. Còn một số trường hợp dùng mà hơi bị xước rồi thì em sẽ bảo hành. Thì đây là một cái phiếu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phiếu bảo hành. Và bên cạnh đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, một thứ tiếng đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Cộng với đó là phiếu bảo hành của hãng bằng phiếu bảo hành nội địa. Đó, ok. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái giấy này sang một bên. Đó, phong thư này, tâm thư của hãng. Đấy. Đây là cái bộ mic không dây nha các bác nhé, CAF. Thì bây giờ em sẽ unbox hẳn ra, mời các bác cùng xem là bên trong nó có những cái gì. Đấy, đầu thu này, tay mic này, đấy, hai tay mic, chống nan mic này, dây giáp kết nối và cái đai để các bác bắt vào tủ máy cho nó sang trọng lịch sự cục nguồn này, pin tặng theo để thử và anten. Đó, tất cả nó có như này. Thì em sẽ unbox ra để cho các bác cùng xem là chi tiết bên trong có gì nha. Vâng, đây là cái phần mặt trước này, sau khi đã bỏ túi ni lông ra thì đây nó còn một cái tấm màng ni lông nữa. Khi các bác về nắp trong gia đình thì các bác chịu khó cậy cái này ra, bóc cái màng ni lông này ra nhìn nó sẽ chi tiết đẹp hơn, đúng không ạ? Thì đây thiết kế mặt trước đây nhìn trông cũng khá là sang xịn và mịn. Đó, các bác thấy không? Đấy, để đây nó hơi bám tí bụi. Đấy, và sản phẩm thì được bảo hành bằng tem bảo hành điện tử các bác nhé. Các bác có thể check QR code này, xong này còn đây là bảo hành điện tử này, check CD email này, đây nữa bảo hành điện tử, đó hướng dẫn bảo hành ở đây, đó, ok. Thì đây là cái phần tai mic này các bác nhìn này, tai mic trông thiết kế nó cũng khá là có một cái chân gì đó nó rất là đặc trưng của các dòng mic không dây, đấy, mic không dây mà chuyên dùng cho gia đình ấy, tai mic khá là nhẹ nha, đây này em chưa lắp pin, hiện tại hôm nay thời gian là quay nó cũng giới thiệu thôi chứ còn test thử trong clip lần sau nha các bác nhé. Thiết kế mặt form nó rất là đơn giản, một nút nguồn này, nút nguồn vật lý này, các nút này đều là nút vật lý hết. Set volume kênh AB này, dò sóng, scan và khóa menu này, có rất nhiều các chức năng các bác về tự nản sở. Ok, cái này thì có thể nắp thêm cái tai bằng kim loại ngoài nữa để các bác bắt vào tủ máy cho nó sang trọng lịch sự, cho nó gọn gàng. Và đây là cái phần mặt cạnh cũng như là mặt sau của sản phẩm các bác nhé. Thì đây em chưa nắp anten vội để quay này cho nó khách quan. Đó, anten thì nó vào nó sẽ dài hơn. Này có tem QC pad của nhà máy này. Các bác cắm theo kiểu nắm mic out, cắm một đường mic out này sẽ ra cả hai loa luôn. À hai tai mic luôn, có luôn cả hai tai mic. Còn các bác nắp vào hệ thống bán mixer chuyên nghiệp thì các bác sẽ kênh A, kênh B sẽ riêng, một tai mic một kênh sóng. Đấy, còn các bác cắm mic out thì đầu thu này sẽ ra luôn là trên một đường tín hiệu. Đó. Còn các bác chơi chuyên nghiệp các bác cắm kênh A riêng, kênh B riêng, tai mic A, tai mic B. Đó, hộp sóng, anten đây. Tất cả chi tiết có như vậy. Đó. Tem bảo hành điện tử một thứ không thể thiếu của những bộ mic không dây và những sản phẩm nhập khẩu chính hãng.
đều bảo hành điện tử hết, chứ bây giờ nó còn ghi phiếu thì ăn thua gì, đúng không ạ? Ok, thì em giới thiệu thì cũng chỉ giới thiệu đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như mức giá, thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Sau đây là một số hình ảnh chi tiết cho các bác, mời các bác cùng đón xem.